Nên mình thì quân sư cho bạn này quân sư cho mình. Rồi cuối cùng quân sư hốt quân sư. Đúng. Trước khi cưới á, cái làm đủ cái trò là ý là anh thay đổi nhiều lắm rồi, em để em chấp nhận em cưới. Nhưng mà thật ra không thay đổi gì á, chỉ là bưng bít. À, bưng bít. À, dùng bưng bít xây lắm á nha. Mình tên là Nguyễn Hạo Nhiên, hiện 32 tuổi, đang làm chuyên viên về công nghệ thông tin. Còn em? Dạ, em là Minh Thư, hiện là công nhân viên chức. Hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Tụi em là học chung nhau từ hồi cấp 2. Thì gặp nhau thì ấn tượng đầu tiên có một cô bé nhỏ ngâm ngâm và luôn luôn sử dụng kẹp bướm để cột tóc, nhúng tóc trên đầu. À, để lỡ khác hết tất cả các bạn nữ khác lên để ý. Ủa chứ các bạn khác thì kẹp kẹp gì? Không có khác thì để thường thường để tóc ngang, tóc dài xuống thôi. À, riêng bạn này là cứ kẹp bướm, kẹp bướm cái đầu. Bướm cái đầu đúng không? Bướm màu gì? Dạ, bướm màu hồng chị. Bướm màu hồng vậy. Cháu này xuất hiện trong chương trình hôm nay. Em không có đi kẹp bướm trên đầu. Em già rồi. Vậy thì còn em ấn tượng về anh này từ khi nào? Ấn tượng là thì là chồng em nó vừa trắng vừa tròn vừa mũm mĩm dễ thương. Mà em thì lanh chanh ít chắc, còn chồng em thì ngồi góc vậy đó. Hai người học chung lớp không? Dạ. Chung lớp. Có chung chung bàn không? Dạ, không chung bàn. Ồ vậy hả? Rồi tụi em học với nhau suốt luôn hả? Thế lớp 9 là chuyển trường. Thì bẵng nhau khoảng một thời gian là khoảng 6-7 năm thì mới gặp lại nhau. 6 năm sau bạn gặp lại nhau. Vậy thì lúc đó cái cảm giác như thế nào? Thì đó, vô tình cái gặp lại cô bé này đi ngược chiều. Ủa em gặp rồi em có nhớ ra liền đó là cái cô bạn mà cột tóc bướm không? Nhớ gì vậy? Vậy thì gặp nhau bùi ngùi. Dạ không có bùi ngùi, tại vì cô bé này đang là bồ của bạn thân. Mà lúc đó em đang cổ ý một cô ghép cô bé khác mà cô bé là bạn thân của bạn này. Cũng chỉ là bạn bè thôi, cũng chưa có gọi là một cái gì gọi là có tình cảm gì đâu. Thì đúng rồi. Vậy thì đến khi nào thì hai bạn mới thật sự là có tình cảm? Sau đó khoảng một năm thì bạn này thì có trục trặc với người yêu. Bên em cũng đang có vấn đề cô bé bên kia. Nên mình thì quân sư cho bạn này quân sư cho mình. Rồi cuối cùng quân sư hốt quân sư. Đúng. Vậy thì ai là người có tình cảm trước? Cái thời gian là quân sư thì hay nói chuyện điện thoại qua lại với nhau. Cái tối lại về nấu cháo, cứ 12 giờ đến 2 giờ sáng. Có một bữa là em nói thẳng luôn, bây giờ ông muốn quen tôi thì quen rồi, còn quen chơi thôi chứ không có quen thiệt. Quen thử rồi mình quen, mình hợp với nhau nên mình tiến tới, tiếp tục tìm hiểu, còn không thôi mình chia tay. Vậy là thử yêu. Dạ. Vậy thử yêu. Sao? Em trả lời sao? Dạ thì mình đó thì tại vì em cũng không có vướng bận gì nên cũng thử cho biết nè. À vậy thì thử như thế nào? Cũng bình thường cũng này đi chơi thì cũng lúc là hai đứa lúc này nhiều người coi mình đâu quan tâm đến họ thế nào mà họ quan tâm mình thế nào, thì sau đó mình nhận ra là mình có tình cảm thật sự với họ, bên vợ em mà vợ em cũng tình cảm thật sự là. Vậy thì trong quá trình yêu nhau chắc chắn hai bạn phải trải qua một cái giai đoạn gian truân và trắc trở hay là trơn tru? Nó vừa gian truân mà nó cũng vừa có trắc trở. Trắc trở sao? Cái tính thì thật sự là không hợp ngay từ đầu, rồi biết là không hợp rồi nhưng mà cố ráp lại coi nó khớp hay không. Vậy thì trong khoảng thời gian yêu nhau chia tay mấy lần? Đến không hết luôn hả? Rồi thì bao lâu thì hai bạn cưới nhau? Lúc quen lúc cưới là 15 năm. 10 năm. Sao lý do gì mà yêu nhau tới 10 năm dài đẵng đẵng vậy? Cái này là lỗi tại em. Bản thân em là thích tự do. Em thấy cưới hay không cưới không là vấn đề quan trọng, ở nhà có vui hay không, hợp với nhau. Vậy thì bây giờ hai bạn sau khi nó cưới rồi thôi, hai bạn có thấy là vui nhau? Nó nặng nề. Nặng nề. Trách nhiệm nhiều quá. Tại vì mình độc thân nó khác, mình có gia đình nó lại khác. Ủa vậy sao em không có giữ vai trò giống như là hai người quân sư? Ví dụ như em nặng nề quá, nói anh giờ em nặng nề quá, giờ sao? Quân sư cho em đi chứ được. Ngược lại, hai bạn từ quân sư mà yêu nhau mà đúng không? Dạ, thì bởi vậy tụi em mới tham gia chương trình, nó coi như một cách làm mới, coi như biến cái 10 năm cũ bỏ đi, làm lại. Chị như vậy là áp lực dữ lắm nghe chị. Đó, bởi vậy anh với chị Vân sẽ làm một cái động thái như là giúp cho hai bạn nó bớt nặng nề. Trước khi lúc em quen nhau đó nó cũng không có vấn đề gì nhiều. Mà đến lúc cưới thì là rất nhiều vấn đề xảy ra. Lúc cưới thì vấn đề xảy ra là dị ứng toàn người luôn. Thế là cưới là vợ lo hết. Vợ đi mời thiệp, vợ đi đặt khách, đặt nhà hàng. Rồi đến lúc mà đêm tân hôn thì vợ ngủ trên giường, chồng ngủ dưới đất. Lý do là chồng dị ứng hết rồi, không thể nằm chung vợ được. Rồi sáng ngày hôm sau là hai vợ chồng lại vô gia liễu nên không có động phòng. Là tụi em đi sau khoảng một tháng trời lại là giặt mặt á, là ở trong gia liễu. Chứ là em bị dị ứng cái sơ hóa chất. Dạ đúng rồi, sơ hóa chất đúng rồi. Em không chưa biết là những người phụ nữ khác nào chứ vợ em thì cởi đồ cưới ra xong rồi lấy thuốc chấm toàn thân. Sao không để hết dị ứng cưới? Dạ là đặt để hết rồi. À, tôi nghĩ là trước một tuần lễ ngày cưới là phát dị ứng hết rồi. Ủa rồi yêu nhau lâu quá vậy là coi như là biết nhau hết, hiểu nhau hết vậy đó. Rồi lúc lấy nhau về có gì khác hơn lúc yêu nhau
Chồng cũng sốc nhiều cái. Sốc hả? Ví dụ trước khi cưới á, cái làm đủ cái trò là ý là anh thay đổi nhiều lắm rồi, em để em chấp nhận em cưới, nhưng mà thật ra không thay đổi gì, chỉ là bưng bít. À, bưng bít. Ê, dùng bưng bít nặng lắm á nghe. Nặng lắm đó, đáng khác nào qua mặt này. Bưng bít cái gì ta? Bưng bít là xấu luôn đúng không? Còn cái gì mà xấu ghê gớm hơn nữa không? Xấu quá luôn á. Xấu của chồng em á. Xấu chồng em á là ở giờ không chịu được luôn á. Chạy chồng em thường thường hay trực đêm, ta mang màn chải hay là đồ cạo râu hay là cái gì á, khăn đồ đi theo để ta rửa mặt buổi sáng. Không thôi chi em để 2 ngày tắm lần cho tiện gọn. À gì không vậy? 2 ngày tắm lần nếu mà sao còn đánh răng rửa mặt luôn á. Vậy thì cái tật xấu giờ em là gì? Hay là mềm á, chồng về cái quên khóa cửa thôi, mà chị quên khóa cửa, anh ơi ra khóa cửa đi, thì nó một câu vậy thôi. Nói từ lúc mà lấy vô nhà lấy chìa khóa ra khóa cửa vô nhà xong rồi hút thuốc hết tụi chưa hết là bạn vẫn còn giữ cái chủ khóa cửa. Có con chưa ta? À, chưa chưa đúng không? Mới hai bạn rồi, hai bạn tính bao lâu thì cái bị... con cái là coi như trời cho thì lúc nào thì có. Lại thì chưa muốn con này nhưng mà em rất muốn có con. À có nghĩa là do em đúng chưa? Em chưa muốn có con vậy mà em lại đổ thừa. Con là gì vậy? Là em đang bưng bít. Ủa mà lý do là sao? Có đứa trẻ thì nó trách nhiệm nhiều lắm. Mà chồng em thì giống như em đang có đứa trẻ 30 tuổi thôi, em có thêm đứa nữa cho em khổ dữ. Ba mẹ gào thét rồi, gia đình rồi, dòng họ ai cũng gào thét. Em nói mẹ vợ nhà, mẹ nói mẹ nói mèo còn đẻ được chứ sao mày không đẻ. Nói chung cũng còn đang đẻ không tư tưởng. Nhiều khi em có con chồng em lại thay đổi, biết đâu nhờ đứa con cảm hóa được sao. Bạn yêu nhau cả 10 năm chưa cảm hóa được mà con sanh ra một cái là tự nhiên đó. Chồng thay đổi liền. Mà chơi trò chơi đó mạo hiểm. Mày tật xấu giờ em còn gì nữa không? Hay chơi chồng là sao không bằng chồng người ta. Sao không anh không có đấu đá người ta? Anh coi đi chồng người ta kìa. Chồng anh lấy tham. Thì cũng nói lại chứ em lấy thằng kỹ thuật chứ không phải lấy thằng kinh doanh đâu mà đòi hỏi. Ê, chưa chắc nghe. Vậy em muốn chồng mình có những sự thay đổi gì không? Chồng bớt lời. Thế còn em? À, thì em muốn là vợ bớt nhằn nhằn đi. Hay là giúp chồng về nấu cơm có sẵn nhà đi. Đó, rồi anh về nhà là em mới nấu cơm. Nhưng mà phải chờ nửa tiếng cái tiếng xong rồi ăn cơm. Mệt mỏi đi ngủ. Không phải em biết nấu ăn. Mà nấu ăn á, mà lần nào cũng vậy á, cứ 7 bữa thì là hết 4 bữa ông nói chút nữa anh về, chút nữa anh về, mà một chút á, nhất là 1 tiếng đến 2 tiếng. Mà cơm canh nó nguội, mà để cứ dư như vậy thì đồ ăn ăn lại đâu có tốt đâu. Đó. Ăn lại nó đâu có tốt. Làm cái gì cũng phải có lý do, đâu phải tự dưng mà vậy. Còn gì nói luôn đi. Mới nhất là hai vợ chồng ông có một đứa con. Thực ra vậy nè, vợ của em á là đầy đủ tố chất để làm người mẹ. Thứ nhất á là cái người phụ nữ sạch sẽ, đó là cái điều cần thiết nhất để có thể chăm sóc một đứa nhỏ. Thì con nít mà nó mong manh lắm, những người phụ nữ bê bối mà tỉ dụ mà đổi ngược lại cái vai trò mà em chăm sóc con em là thấy mệt mỏi rồi. Thứ hai là nấu ăn được cho chồng là đã biết nấu để chăm con rồi. Rồi bây giờ ông chồng mà nó mong muốn cái điều đó. Vậy thì em có đồng ý hay không? Đồng ý chứ, ngoại trừ là chồng em phải đúng giờ. À, bây giờ là phải có một người nói như thế nào thì bên kia mà ta mới đồng ý cái chuyện mong muốn lớn lao của mình. Đó giờ sao? Anh Quân anh sửa. Sửa rồi đó. Sửa cái vụ mà giờ giấc đó. Bây giờ người ta đã đồng ý ta sửa rồi kìa. Bạn thì sao? Yeah. Đó, hai người đứng lên hứa với nhau. À, em đồng ý cho anh cơ hội làm lại lần nữa. Rồi còn gì nữa? Rồi em đồng ý. Cũng đồng ý là xin cho anh một đứa con. Đúng. Một hoặc hai đứa. Và tôi hy vọng là ngay sau chương trình ngày hôm nay thì có thể là tối hôm nay các bạn thử và sẽ có tin vui trong một ngày gần nhất. Xin cảm ơn hai bạn. Đột lên nói là không, em có nhiều anh trai rồi. Ô, trời ơi, rồi cuối cùng em có sửa lại câu nói đó không? Sau một vài giây em bên thằng lại. Thôi vậy thôi em làm bài đó cho anh nha. Lúc đó cái cô ấy đưa cái bài qua, cô ấy quay chạy đi tất cả. À vậy đó hả? Gì? Ừ, anh ngủ một mình, em đi đi. Đuổi vợ luôn. Em tức quá mà, em xách vỏ em đi. Rồi thì em gọi điện thoại cho bạn em tới chở. Lúc đó thì em cũng nói chạy theo, thì thấy cô bạn không đón thì em cũng yên tâm em quay về. Nhưng mà đêm đó cả hai người có ngủ được không? Em nằm em suy nghĩ, rồi tới sáng thì em mới nghĩ là mình hơi đông mà giận người say. Cái là em xách vỏ đi về. Đúng rồi, em có suy nghĩ gì đúng, ai ơi đâu mà giận người say. Đây là Phong Phúc, năm nay 37 tuổi, đang làm cho một công ty vận tải. Em là Khả Vy, em năm nay 29 tuổi. Nghề nghiệp thì là dược sĩ nhưng mà hiện tại là đang làm nội trợ. Trời ơi, tên gì mà mạnh mẽ dữ vậy? À, Uyên. Dạ. Uy Uyên và Uy thấy là Uy hít nữa. Nhìn Uy thì có một cái chiếc răng khểnh rất là dễ thương.
Vậy thì cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Đó là cái đêm Noel, bạn em á có kế hoạch đi uống cà phê. Em là một cái người hay đến sớm, được một lúc cô ấy vào thì ấn tượng đầu tiên về cô ấy rất là cá tính, có một cái trang phục quần lính, áo ba lỗ. Kế đến đó là về cái khuôn mặt thì cô bé cũng rất là dễ thương. Nhưng mà ngay thời điểm đó chị hỏi thật lòng em nha, em có thích khi mà cô mặc cái bộ đồ tomboy như vậy không? Cũng không thích lắm. Bản tính của em là thích cô gái nhìn vẻ thùy mị hơn. Cô đẹp quá, cô dễ thương quá nên mình để ý chứ. Vậy lúc đó thì nhìn thấy chồng em thì cái thời điểm đó thì em nghĩ như thế nào? Em thấy anh rất là chững chạc và tự nhiên em cảm thấy rất là tin cậy á. Mới gặp là tin cậy liền hả? Dạ. Em chỉ bắt chuyện bình thường thôi. Em tới em hỏi anh là ủa anh ơi, anh có phải là người Bình Thuận không? Anh nói đúng. Lúc đó em ngạc nhiên. Bà xã em cũng là người Bình Thuận. Vậy là hai bạn đồng hương phải không? Dạ. Từ sau cái buổi tối hôm đó thì cứ thuận buồm xuôi gió hay là như thế nào? Sau khi mà uống cà phê xong cả nhóm đi hát karaoke. Rồi sau đó thì em cũng chủ động đề nghị là đưa cô ấy về, rồi xin số điện thoại, rồi tụi em giữ mối liên hệ với nhau. Sau đó thì có một hôm tụi em có cái kế hoạch em giới thiệu cho cái nhóm bạn mới của em. Nói trước là cũng có để ý cô này rồi, thì các bạn coi thế như thế nào. Mà cô có biết không? Không, không biết chị. Em bí mật với cô hả? Dạ, bí mật. Rồi làm sao mà em đưa nàng đến đó được? Khi mà em gọi điện thoại nói cô ấy ra đó, cô ấy kêu là mệt ghê, từ từ ra. Cô ấy nghe xong em buồn ghê, em hụt hẳn, em chết mấy. Nghĩa là nghe cô nói mệt ghê là từ ghê. Ủa sao kỳ vậy em? Lúc đó thì em mới vừa đi học về thì cũng hơi mệt. Mà cái câu cửa miệng em hay nói là mệt ghê, mệt ghê. Thì anh lại nghe, anh lại nghe là anh lại tưởng em là giận dỗi hay là gắt gỏng gì vậy. Nhưng mà lúc mà em trả lời là mệt ghê thì chắc chắn nó phải có một cái vế sau nữa đúng không? Dạ, em nói là mệt ghê, từ từ rồi em ra. Tại anh cứ giục hoài vậy đó. Thì tự nhiên cái em đang nói chuyện với nghe có mấy cái cụp. Em cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà em cũng vẫn ra, ra đến nơi thì nói chuyện không thèm trả lời. Đúng mặt rồi. Là quạo lên rồi. Quạo lên rồi. Em cứ bắt chuyện một hồi hoài không thấy nói. Thì có một cái anh bạn của ảnh á thì mới đến nói với em này nè. Ủa hai đứa đang giận nhau hả? Anh Phúc á là ảnh đang là ngôi sao sáng nhá đó nha. Ráng mà giữ ảnh. Thì lúc đó thì em mới cảm thấy là chắc là ảnh đã giới thiệu bạn ảnh á là em á là với tư cách bạn gái rồi. Dạ lúc đó em cảm thấy em rất là vui và sung sướng. Mãn nguyện đúng không? Dạ. Rồi thì ai là người chủ động tỏ tình trước? Là ảnh. Sau một thời gian mà tìm hiểu nhau á thì em mới quyết định là tỏ tình. Sau đó thì em mời cô ấy đi uống cà phê. Sau một hồi đi vòng do Tam Quốc nói chuyện vào lúc cao trào. Em nhận đây luôn. Em nói em ơi, làm em gái của anh nha. Với một cái cô nhân lãng mạn như vậy thì khi em nghe cái câu đó, nó phản ứng của em sao? Em đang chờ đợi là anh tỏ tình. Em có chuẩn bị tâm lý sẵn là sẽ đồng ý đó. Anh mới nói là em dạ liền. Nhưng mà tự nhiên em nghe vậy cái là em bất ngờ, em đột lên em nói là không, em có nhiều anh trai rồi. Trời ơi, rồi cuối cùng em có sửa lại câu nói đó không? Sau một vài giây em bên thằng lại. Thôi vậy thôi em làm bài đó cho anh nha. Lúc đó cái cô ấy đưa cái bài qua, cô ấy quay chạy đi bất cả. Vậy đó hả? Như vậy là từ lúc mà tỏ tình rồi, cái ngày sinh nhật đầu tiên của cô ấy, em làm điều gì cho cô ấy vui? Cái này chắc để em kể. Bây giờ em mà nhớ lại cảm giác đó thì em cũng cảm thấy em hạnh phúc. Hôm đó em đợi từ sáng cho tới chiều, không thấy nhắn tin, không thấy gọi điện. Thì em đang ngồi buồn vậy, mấy chị ở trong cùng phòng trọ với em thì mới reo lên là Uy ơi, mày sướng quá. Cái em không biết chuyện gì, em ra ngoài cửa em nhìn thì em thấy trời ơi, sao mà giống y chang như là một người bán bong bóng vậy đó. Là đằng trước đằng trước xe là treo một cái túi rất là to, một tay thì xách một cái bình hoa tulip. Em rất là cảm động và cảm thấy hạnh phúc ghê lắm. Ngày hôm đó thì em cũng muốn là tạo cái bất ngờ cho cô ấy. Sáng hôm đó là em đi mua bông, mua bong bóng, xong có đó về em nhờ em gái của em là em thổi xong bây giờ khi mà nhắc lại là cô gái đó. Rồi trong lúc mà quen nhau như vậy, hai bạn có thường xuyên mà đến nhà nhau chơi không? Dạ có. Em nhớ cái lần đầu tiên mà em đến á, thì đang lôi cô chuẩn bị nấu nướng này kia vậy đó, thì có tiếng chuông cửa. Em mở cửa thì em thấy có một người thanh niên. Cái em hỏi, ủa anh tìm ai? Anh này thì không có nói gì hết, cười thôi. Mà anh có cái hành động là giống như là muốn mở cửa để bước vào nhà. Thì em mới gằn giọng lại thôi, ủa anh tìm ai? Anh nó lại càng không trả lời, và nó lại cứ cười nữa. Em đang định quát lên đó thì anh này đi về. Cái em hỏi, ủa sao về sớm vậy? Em nghe hỏi vậy rồi là người trong nhà. Hổ rồi chị. Cái cậu đó là em trai của em. Cô ấy thì chưa biết mà. Quen với cổ chắc cổ giận dữ lắm á. Có hay giận đúng không? Dạ đúng rồi. Hay giận. Hay giận. Nhưng mà cũng hay cho con. Thế chồng em có hay giận không? Dạ chồng em chắc hay giận hơn em nữa đó. Gì? Dạ. Một cái chuyện đơn giản như là em đi chơi với bạn thôi là anh cũng đã đùng lên giận rồi đó. Bạn trai thì đúng rồi. Thôi. Dạ. Không, bạn gái thôi. Vậy hả? Ủa mà sao đi với bạn gái cũng giận là thường thì em đi làm ra thì em ghé nhà cô ấy, nhưng mà bữa đó thì lại quay đi chơi với bạn, không nói cho cô ấy biết. Giận là bị hụt hẫng đó, khi yêu nhau á người ta cứ muốn cái người đó là phải của riêng mình đó. Dạ. Đó rồi bây giờ đi đâu không chịu nói, không chịu gì hết trơn á, tự nhiên là lo gì tới, mình lo bữa đó là mình nói cái gì đến cho cổ đó. Hay là mình
lo lắng các thứ đúng không? Dạ, dạ. Rồi ngược lại em có những cảm xúc giống như anh không? Dạ, cũng có ghen nhưng mà cũng sơ sơ thôi. Có một lần em dắt cô bạn thân của em đến nhà chơi á, thì cô đó vừa thấy anh Quốc là cô khóc oà lên, coi như là khóc nước khóc nở luôn, khóc mà xong một hai là kêu là thôi mày chở tao về đi, mày chở tao về đi. Lúc đó thì trong đầu em có rất là nhiều câu hỏi. Em quay sang nhìn ảnh, em quay sang nhìn bạn em, em cứ đặt câu hỏi là không biết là anh này làm gì nó mà tự nhiên nó khóc dữ vậy. Ra tới đường thì nó mới nói chứ, ôi ơi sao anh Phúc á, ảnh giống người yêu của tao quá. Thường á thì khi yêu nhau á, mọi thứ đối với mình á nó rất là đẹp, nhưng mà khi lấy nhau rồi đó, tụi em có một cái gì đó nó cảm thấy bất ngờ về nhau không? Dạ có. Trước khi cưới là một người rất là điềm đạm vui tính, mà sau khi cưới về rồi á là khó tính này, hay càm ràm nè, hay chê em. Hồi yêu nhau là không có chê, cái nào cũng khen hết á. Chắc trước cưới là nói là em ơi em mặc quần lính giáo ba lỗ đẹp lắm phải không? Thì đó là style của cô ấy. Thì trong khi đó style của em là áo sơ mi cũng như là quần tây, thì em cũng có quy định như là sau khi cưới về, thứ nhất là không mặc áo ba lỗ cũng như là quần lính cũng như quần sọt mà đi ra ngoài đường. 4-5 cái quy định lận là không đi rượu nè, không la cà nè, dọn nhà sạch sẽ và nấu ăn á là phải đầy đủ món, là món mặn, món canh, món xào. Rồi chồng em chê mà chê cái gì? Nhiều lắm chị. Như em nấu ăn, lâu lâu em nghĩ ra được cái món mới thì em nấu. Thì thay vì chồng người ta thì người ta khen đi để cho vợ mình á là được hãnh diện xíu. Không, cái này á anh thấy cũng bình thường thôi. Thậm chí nó còn chê dở quá đi. Vậy nhưng mà vẫn ăn hết. Ờ. Dạ, chứ dở dở em nói. Đó là chiến lược của em để thay đổi bà xã không? Thì bạn nói đúng á, thích để bà xã này hoàn hảo hơn. Kiểu này là chồng nghiền món ăn vợ nấu này đúng không? Dạ. Có khi nào mà ổng giận quá rồi không cách gì làm quề cho ổng được á, nấu trong bữa cơm ngon không hết giận không? Dạ có. À. Dạ. Rồi mỗi lần cổ giận thì em làm sao cho cô hết giận? Em hay năn nỉ, em mua quà, mua đồ ăn lại về. Mỗi lần em giận chồng thì em thể hiện như thế nào? Em không thèm nói chuyện. Không thèm nói chuyện. Dạ. Có lần nào mà giận dữ dội không? Dạ cũng có. Hôm đó ảnh nhậu xịn, em có cằn nhằn một vài câu rồi em bỏ ra khỏi phòng. Một lát sau em quay lại là để em coi thử có bị cái gì không. Vừa mở cửa phòng ra thì em thấy trời ơi, ở trong phòng toàn là giấy báo xé vụn đầy hết một phòng luôn. Sao xé áo mà xé báo? Xé không nổi rồi. Em mới hát lên trời ơi anh ngủ một mình hay sao. Ảnh mới la là ừ anh ngủ một mình, em đi đi. Đuổi vợ luôn. Em tức quá mà em xách vỏ em đi. Rồi thì em gọi điện thoại cho bạn em tới chở. Lúc đó thì em cũng có chạy theo, thì thấy cô bạn không đón này em cũng yên tâm là quay về. Nhưng mà đêm đó cả hai người có ngủ được không? Em nằm em suy nghĩ rồi tới sáng đó thì em mới nghĩ là mình hơi đông mà giận người say. Cái là em xách vỏ đi về. Đúng rồi, em có suy nghĩ vậy đúng, ai ơi đâu mà giận người say. Nhưng mà em lâu lâu em hãy say thôi, chứ em say kiểu này thường xuyên là mất vợ đó nghe. Cái tật xấu của em là say xỉn. Vậy thì cái tật xấu của vợ em là cái gì? Hay suy nghĩ. Em hay đi khách á, em có gọi điện thoại về nói là hôm nay anh đi tiếp khách một chút. Thế là bắt đầu cô ấy suy diễn. Thì ảnh mỗi lần ảnh gọi về nói là hôm nay em đi, anh đi tiếp khách đó nha em. Thì em nói anh đi tiếp khách hả, anh đi tiếp khách ở đâu? Ảnh nói là ở nhà hàng. Em nói là nhà hàng nào? Nhà hàng ở quận 3 á. Ủa nhà hàng đó hả, nhiều tiếp viên nữ lắm đó. Thì ảnh nói là ừ nhưng mà nó mặc đồ kín đáo lắm. Thì em nói mặc đồ kín đáo nhưng mà đứng gần không? Ảnh nói là thì đứng gần nhưng mà chỉ rót bia thôi. Thì nói không, rót bia một hồi là nó sẽ vô lên đùi đó. Suy diễn là có bài bản. Suy diễn giống như là cô ấy đang ở hiện trường vậy. Khi mà vợ của em ở nhà để làm nội trợ và chăm con không á, thì cái chiều hướng của cái suy diễn nó khó mà bỏ lắm. Đó là kinh nghiệm chung. Bởi vì tự nhiên mình ở nhà mình thấy cái cuộc sống mình nó bị hẹp lại đó. Rồi là công việc của mình á, thì nó lại đơn điệu, từ sáng nó chỉ có như vậy thôi. Thì bây giờ tạm thời có điều kiện mà chồng lo được cho mình thì mình ở nhà mình chăm con cho nó cứng cáp. Nhưng mà khi con lớn rồi thì em nên tạo điều kiện cho vợ em tiếp xúc với xã hội. Thì lúc đó cổ sẽ bớt suy diễn. Em đi làm rồi em sẽ thấy rằng là cái phản xạ của em nó rất nhanh nhẹn. Vừa phải việc nước vừa phải việc nhà, tự nhiên người phụ nữ họ nhanh nhẹn lắm. Thì cái gia trưởng cũng sẽ bớt, bởi vì sao? Mình sẽ thấy cái khác ở vợ mình. Rất mong á, là qua cái buổi nói chuyện này xong á, các bạn về sẽ có một cái họp tổ dân phố nhỏ nhỏ với hai người đó, để đúc kết vấn đề này và để cho cuộc sống của mình nó hạnh phúc. Chia sẻ với nhau được nhiều hơn. Xin cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Cảm ơn chị. Em chào chị Vân, em chào anh Tuyên, em chào khán giả của Vợ Chồng Son. Em tên là Huỳnh Hồng Trang, năm nay 28 tuổi. Em hiện đang là sinh viên dược tại Mỹ. Em vẫn còn đang đi học ở bên Mỹ. Dạ. Ủa rồi, ủa em về đây khi nào? Dạ em mới về 2 ngày. Về để qua chương trình này. Dạ. Trời ơi, vậy đó hả? Dạ. Trời ơi. Bạn chồng thì sao? Đừng nói là bên đó luôn nha. Bạn chồng giới thiệu luôn rồi, cảm ơn lượt luôn nè. Dạ, xin chào quý đầu tiên, chào chị Hồng Vân, em tên là Nguyễn Đăng Thịnh. Năm nay em 31 tuổi. Thì hiện tại em là luật sư ở bên Mỹ. Dạ, luật sư. Vậy đó hả? Luật sư trẻ măng trẻ mặn vậy luôn hả? Trời ơi, tụi em ở bang nào? Dạ, tụi em đang ở bên Texas chị. À, Texas. Dạ. Trời ơi, tức là tụi em về được 2 ngày nay rồi. Dạ, đúng
Chị mới về đêm qua. Dạ bây giờ chị. Dạ, nói chung em thì ở dưới mới lên. Cũng là đi Mỹ nhưng mà làm Mỹ Tho á. Thật sự là bây giờ chị đang trái giờ á. Chị đi Anna thành ra là về là nó là 11:45. Dạ. Lấy đồ lấy đạc lục đà lục đục coi như là tới 4 giờ sáng ngủ không được là không được. Hôm nay đi quay luôn á. Bởi vì bây giờ cười vậy thôi chứ trong lòng ngủ rồi đó. Lúc nãy quay có nói rồi, Tiên ơi tranh thủ chị buồn ngủ lắm rồi Tiên ơi. Rồi. Mà đã qua đi Mỹ sướng à. Em thèm được một lần hít cái không khí bên Mỹ mà chưa được cảm giác. Luật sư viết thư mời luôn, luật sư. Viết thư mời nghệ sĩ Quách Ngọc Tuyên đi qua bên đó để làm luật. Ở Mỹ thì nó có cái hay với là cái vui riêng, nhưng mà ở Việt Nam nó cũng có hay với là cái vui riêng. Anh đâu cũng vậy. Rồi hai đứa. Rồi em hỏi đi. Em hỏi ha. Ừ, này là dành cho em đó, bởi vì em rất là muốn tìm hiểu những bạn trẻ mà đang ở Mỹ như thế rồi, nào. Rồi đợt này là về mình về được bao lâu? Là về mục đích để quay chương trình thôi hay là về thăm gia đình bà con dòng họ ở đây luôn em? Lần này thì em về được khoảng gần 3 tuần. À. Thì một trong những lý do mà em về là cũng quay chương trình. Và cái lý do thứ hai là em có mở một công ty ở bên Việt Nam. Mở thêm một công ty bên Việt Nam để ngày 24 tháng 7 này là ngày mình sẽ khai trương cái công ty này ở bên Việt Nam. Là công ty luật hả cưng? Dạ, công ty này thì là công ty có luật sư với lại CPA, là mình sẽ dành cho những doanh nghiệp ở Việt Nam muốn có cơ hội phát triển ở bên Mỹ thì tụi em sẽ giúp họ. Thì giống như là công ty này của em thì có thể là giúp những công ty Việt Nam phát triển hơn ở bên Mỹ, và cũng như là cho mọi người có cơ hội đầu tư cũng như là có thể sang ở bên Mỹ. Tuyệt vời. Vậy em không chịu nói lớn lên, nó nhỏ quá. Em cứ việc nói lớn lên. Dạ. Thật sự thì thay mặt những nhà đầu tư sắp tới có cơ hội được cộng tác với em, có cơ hội được đi qua bên Mỹ, gửi lời cảm ơn em và cũng như là thay mặt chương trình Vợ Chồng Son cũng như tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son gửi lời cảm ơn hai vợ chồng đã từ bên Mỹ lặn lội bay về đây để mà cùng tham gia chương trình. Thật là rất là quý luôn. Đúng rồi. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Để chia sẻ gọi là cái tình yêu của tụi em như thế nào. Bây giờ về đi, đâu hai đứa kể cho anh chị với lại quý vị khán giả nghe là tụi em gặp nhau trong trường hợp nào. Và cái cảm xúc khi mà hai đứa gặp nhau á, có thích liền không, có yêu liền không, hay là ghét nhau hay là như thế nào? Cái này chắc để vợ em kể chắc hay hơn em. Nhường vợ không à? Dạ thì ảnh là em quen ảnh. Lớn đi. Thì em quen ảnh là qua Facebook. Ảnh nhắn tin. Lúc đầu thì ảnh rất là lịch sự, nhắn tin kiểu chỉ hỏi về việc học, hỏi cái trường em đang học, nói là ảnh là du học sinh. Ở bên đây có một mình à, thì khó khăn rồi không có người thân, không có ai hết. Chỉ có một người anh đi du học chung. Thì ảnh muốn biết thông tin về cái trường của em đang học. Thì lúc đầu là chỉ nhắn như vậy thôi, rồi vẫn khoảng một tuần sau cái ảnh cũng vô hỏi thăm tiếp thì em trả lời là tại vì em thấy lúc nào cũng xưng bạn hết, không phải như mấy cái kiểu mà vô chỉ muốn làm quen hay gì, thì em mới trả lời lại là cho thông tin này nọ, rồi lúc đầu nói chuyện là chỉ giống như là rủ nhau có gì đi học bài hay là gì đó. Lên chiến lược đi. Là từ nhưng mà cái lúc mà em nhìn hình đại diện của ảnh ở Facebook á thì em có cảm tình không? Em nhìn cái khuôn mặt đó em có cảm tình không? Không có luôn á hả? Ủa rồi em sao em có thông tin của bạn này để mà em chủ động em liên lạc? Thì là em add Facebook. Thật sự em add Facebook cũng lâu rồi nhưng mà em không có message. Mà cũng chia sẻ thêm là hồi đó thì em qua Mỹ là theo dạng du học sinh. Em qua Mỹ theo dạng du học sinh thì nói chung thì nó cũng có nhiều cái định kiến là du học sinh qua ở lại này nọ thì nếu mà với lại giống như vậy em chia sẻ là nếu như mà mình quan trọng á, cái lý do mà mình tại sao mà em nhắn tin vợ em là hỏi chuyện học, tại vì trước giờ là em là một người rất là thích học. Bởi vậy khi mà em nhắn tin á thì mình cũng một cái cách mà mình nhắn tin cũng thể hiện được là cái đối tượng nó có phù hợp với mình hay không. Nhưng mà khoan, để chị hỏi chi tiết này nè. Tức là em thích học là một chuyện, còn em chọn bạn này để em nhắn tin cái việc này lại là một chuyện khác. Cho nên chắc chắn là khi em nhìn hình đại diện của bạn này Facebook là em có cảm tình với bạn này thì em mới phải làm cái việc đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Bởi vì em là người thích học mà, chứ em đâu có mất thời gian vào những cái chuyện mà không phải là học hành. Dạ. Nếu như em không để ý đối tượng này, đúng không? Đúng. Có nghĩa là hai người này á là một người là có cảm tình với người này trước, nhưng người này á thì không có cảm tình với người này, mà trả lời là vì lòng thương thôi, vì cái sự trắc ẩn thôi, em hiểu không? Đó, em hỏi tiếp đi. Em đang thắc mắc là chắc là kết bạn trên Facebook là vô tình mới biết nhau thôi đúng không? Không phải là vô tình. Thật sự là em cũng để ý rồi. Bạn này là để ý bạn này. Dạ. Đó, để ý bạn này xong mới kiếm cớ suy nghĩ, học nhiều á, suy nghĩ rất là giỏi. Tức là suy nghĩ là
mình phải kiếm cớ một cái gì liên quan đến học. Lúc nãy là nó lên chiến lược liền đó. Để bạn này mà trả lời những cái gì liên quan đến học là bạn này sẽ đánh giá là xem bạn này á là có gọi là đúng cái gu của mình hay không, đúng là những cái người con gái mà mình tìm kiếm hay không, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi cuối cùng thì sao nè? Bạn này cứ tán tỉnh em liên tục như vậy hả? Dạ không, nói chung là lúc đầu em nghĩ là ảnh chắc nhiều khi không có thích con gái. Tại vì cái gu của ảnh hồi đó nó lạ lắm. Ủa là cái sao giao diện em? Cái giao diện hình ảnh là diện nó hơi lạ tí. Nó sao em? Nó trắng mà nó ốm, mà nói chung là giống như là nhìn yếu đuối lắm chị, kiểu công tử mà không có men. Biết đâu được, nhờ cái đó em mới tiếp cận được á. Thấy an toàn. Thì đó cũng là một trong những chiến lược của mình đó. Đúng rồi. Bây giờ vẫn trắng mà. Dạ. Trắng mà lại hồng nữa. Đúng rồi, trong những chiến lược của nhưng mình mà, đó. Nhưng mà em bây giờ em có thể khẳng định là bạn này hoàn toàn là rất rất là men đúng không? Dạ, hai đứa. Bây giờ mày mốt em nhớ nha Tiên, đừng bao giờ đánh giá của người ta qua nước da hết trơn. Hiểu không? Dạ. Người ta đàn ông ta có quyền trắng, có quyền hồng chứ. Mất dạ. Mới gì mà cứ hồng cứ trắng là nói người ta đúng rồi. Yếu đuối, đúng không cưng? Dạ. Mà bị lọt chồng liền. Rồi xong, tiếp tục đi rồi ảnh cua em bằng cách nào nữa? Xong rồi ảnh có hẹn, lúc đầu là ảnh nói với em là chắc bữa nào, hôm nào mình hẹn ra cái quán nước hay gì đó làm bài, kiểu Starbucks hay gì đó mình làm bài. Thì lúc đó em nhận lời nhưng mà nhận lời theo kiểu chỉ lịch sự thôi. Xong rồi sau đó ảnh nhắn tiếp thì ảnh có hẹn em là sau khi đi làm tan ca thì mình đi ăn cái gì đó hay đi xem phim. Xong rồi em cũng nhận lời nhưng mà thật sự lưng là em quên mất tiêu em nhận lời. Em nhận rồi em cũng dạ. Bỏ qua một bên vậy đó. Dạ. Đúng không? Nhận cho có. Dạ. Bé xíu bị leo cây rồi anh. Dạ. Bé xíu leo cây. Thì hôm đó là em đang giống như là đóng cửa tiệm thì lúc đó là khoảng 7 giờ rưỡi là đóng cửa. Ảnh hẹn là 8 giờ thì em định là đóng cửa em đi về rồi. Tại vì em thật sự không nhớ luôn. Cái tự nhiên có một cái anh nào đó ốm ốm mà trắng trắng rồi tóc thì nâu vàng gì đó. Xong rồi bước vào hỏi em chứ ở đây da mặt của anh có cần xài kem gì không em? Trong đầu em ủa là sao là em ăn ở tiệm gì? Em đang cái tiệm đó lúc đó giống như em đi làm thêm. Ừ, như đi học ở dạ. Xong là tiệm gì tiệm nè? Mỹ phẩm The Face Shop của ở bên Mỹ. Ồ, oh, yeah. Có nghĩa là bạn này đi vô tiệm mỹ phẩm yeah. Để hỏi là da mặt của anh có cần bổ sung gì không? Hẹn xong rồi tìm tới nơi luôn. Yeah. Oh. Đúng rồi, anh nói là tìm nơi chính xác. Anh hẹn xong rồi tìm tới nơi. Đó, chủ động vậy luôn. Yeah. Rồi sao em? Em tại sao vậy? Tại sao em chờ ở điểm hẹn mà em phải phóng đến luôn vậy? Không, thì là tính của em á là em thường là em hẹn bạn gái á là em hay đi tới sớm khoảng trước 10 phút 20 phút thì là mình cũng coi là bạn đó thí dụ ở trên Facebook để là làm ở đâu này nọ thì là ở vòng Houston thì nó chỉ có vài tiệm vậy thôi. Thì mình cũng đoán là bạn đó làm ở đâu rồi. Thì mình hẹn ở đó mà mình không nhất thiết là hẹn có địa điểm thì mình muốn gọi là một trong những chiến lược của mình là mình phải tạo surprise. Đó, mình phải tạo bất ngờ. Đó. Chứ giờ mà mình không nhưng mà em có ngạc nhiên không khi mà em bước vô đó bạn không nhận ra em luôn? Đúng rồi, thật sự là bạn không nhận ra em luôn. Đúng không? Em có ngạc nhiên không? Em sao? Em có tự ngạc nhiên với cái điều đó hay không? Phản ứng của mình là xong rồi lúc đó em mới nói là ủa em có hẹn với anh mà ở lòng em có hẹn với anh mà em quên rồi hả? Xong rồi bạn đó mới lại sực nhớ ra là có hẹn với em. Tại vì lúc đó là bạn nó tính về đi về luôn là không có hẹn gì luôn đó là nếu như mà em tới đúng giờ hoặc là em tới trễ hơn 5 phút là coi như là em không có ai luôn. Nhưng mà em đã vô chồng hết là dễ gì thoát được anh đúng không? Đúng rồi anh, đúng không Tiên? Cũng phải rất là mình tới trước rồi xong rồi mình cũng khá là gian nan phải điều tra. Sau cuộc hẹn đó thì tiếp tục là mình đi ăn luôn. Bây giờ mình phải hỏi bạn này nè, rồi khi mà cái bạn này vô em không có nhận ra luôn. Dạ. Rồi đến lúc mà bạn xưng danh xưng tánh là như vậy đó thì em cái lúc đó em sao? Lúc đó giống như là em bị đứng hình. Đứng hình 30 giây. Cái người thật với cái mà ở trên Facebook mà em tưởng tượng thì có giống nhau không hay là ở ngoài men hơn. Ở ngoài đẹp trai men hơn. Ừ. Dạ. Thì lúc đó em lại không nhớ hẹn với ảnh nên em hẹn với bạn em đi ăn kem. Thì bạn em nhắn tới là ồ bạn em tới chỗ rồi. Em có tới chưa? Thì lúc đó em vừa trả lời là em chuẩn bị đóng cửa, em chuẩn bị tới thì anh này bước vào thì em hơi quạo tại vì mình đã sắp xếp đóng cửa rồi mình tưởng là khách. Cái em mới hỏi giống như tiếp là ồ anh cần mua cái gì thế này thế kia. Xong rồi ảnh nói một hồi cái ảnh hỏi em chứ ủa em không nhận ra anh luôn hả? Lúc đó em mới bắt đầu suy nghĩ. Đúng rồi, con sông quê ha. Quá quê luôn. Dễ thương quá. Rồi xong sao nữa cưng? Thì xong rồi ảnh mới nói là ảnh là người đó như vậy thì em thấy tội nghiệp nên là em hỏi hồi bạn em. Em nói là em bận rồi thì em mới đi với ảnh. Có cái vụ hồi á là biết là khi mà gặp mặt ở ngoài á là thấy sao xuyến rồi đó. Cũng chấp nhận chút xíu rồi đó. Sao xuyến rồi tại vì là đẹp trai hơn nè, men hơn nè, là dám cancel với người bạn của mình á. Chứ còn thường nếu mà không á là sao vậy anh đi ăn kem với em luôn đi. Tại em có hẹn nhỏ bạn thì thôi giờ đến đi luôn đi đúng không em?
tâm lý phụ nữ là vậy đó. Em lúc đó em có biết cái tâm lý đó không? Không. Không hả? Trời ơi. Thật sự không biết luôn. Phải mà em biết cái là em sẽ tự tin dũng mãnh hơn rất nhiều luôn á. Vậy giờ nhỏ bạn đó của em biết bị leo cây vụ đó chưa? Dạ biết. Bây giờ biết. Phát cái số này lên mới biết. Đó, rồi sao xong hai đứa đi đâu? Bữa dạ. Đó là đi đâu? À, hôm đó thì ảnh nói em là thôi em chọn đi. Hôm nay em cứ chọn. Thì em cũng ngại túi tiền của ảnh, tại vì em nghe ảnh giống như là chỉ có một mình chắc cũng khó khăn. Thì em chọn một cái tiệm sushi mà ở bên đó nói chung là không quá đắt. Đi ăn chỗ đó, vô ăn cái ảnh kêu nó là giống như nó một tờ giấy, chị ghi bao nhiêu con số trong đó chị order. Cái nào ảnh cũng gạch số 1111 hết từ đầu cho tới cuối, đem ra nguyên một bàn ăn không hết. Em mới nghĩ là ủa anh đói lắm mà sao anh kêu nhiều quá vậy. Anh mới nói là không, tại anh thấy em chắc đói mà anh không biết ăn ở đây ăn cái gì ngon nên anh kêu hết cho em ăn. Trời ơi, cái bữa đó có bill trả nhiêu em? Nói chung thì bạn gái, vợ em thì chọn, nói chung cái tiệm cũng không đắt lắm, cũng không có nhiêu, thật sự không có nhiêu. Nói ước đi, gì? Thì giờ chị hỏi thì cứ nói đi nhiêu. Chắc trên dưới cũng 200 mấy. 200 mấy đồng á hả? Dạ, 200 mấy đồng. 200 mấy là tính là mình 5 triệu, 6 triệu rồi đó em. Ghé sushi anh Di Cá của em, ăn không được 1 triệu mà. Thấy chưa nè, đó về cái đó, bởi vậy ta nói ở đâu quê nhà vẫn hơn là vậy đó. Đến sushi anh Di Cá. Ngày mai anh mời hai đứa qua quán anh ạ. Tối nay luôn. Quay xong qua liền luôn. Anh mời luôn. Mà thiệt. Lấy được vợ đó. Coi như là kỷ niệm cái ngày hai đứa lần đầu tiên ăn sushi, anh mời qua quán sushi anh Di Cá của anh ăn. Đúng rồi, nhân dịp vợ chồng xong mới quay. Tối nay cho anh quay xong 8 giờ hẹn bên đó luôn. Trời thiệt nha. Trời hay luôn á. Hơn đó nha, chứ không cái số vốn bỏ ra là 6 triệu bạc đó mà không lấy được nhỏ này là coi như uổng dữ lắm luôn á. Lý do mà vợ em chọn cái tiệm mà nó cũng rẻ, thật sự là cũng rẻ. Là hồi đó mình mới qua, mình đâu biết nhiều tiếng Anh đâu, mình vô học sinh mình qua mình không biết tiếng Anh. Mà vợ em lúc đó là giỏi tiếng Anh. Thì thật sự mà nói lúc mà tụi em mà trao đổi á, là em nói tiếng Việt thì vợ em nói tiếng Anh. Thì lúc mà vợ em hỏi á, là gia đình em, ba em làm nghề gì. Thì hồi đó mình biết có vài chữ à, mình chỉ biết là worker, farmer. Mình biết có hai chữ à, thì mình nghĩ không lẽ giờ ba mình làm farmer thì hình như là cũng không có đúng cho lắm. Thôi chắc ba mình làm worker đi, worker là như là công nhân. Thì giống như là vợ em là tưởng em là sinh viên nghèo vượt khó. Khó khăn rồi xong mới chọn cái tiệm đó. Thì cũng vui, tại vì hồi đó mình tiếng Anh, thật sự tiếng Anh mình không biết nhiều. Một người phụ nữ mà biết nghĩ cho một người bạn chơi gì hết vậy là quá tốt rồi. Dạ. Chứ có nhiều khác, nhiều người khác thì ăn cho đã cái nư đi rồi tính tiếp cũng có. Dạ, bé vậy hay. Không, nhưng mà mấy bạn mà đi học ở bên kia, nếu mà những bạn nào mà thực sự mà đi học á, mà dạ, có chí á, là thường mấy bạn rất có suy nghĩ luôn á. Có dạ, nghĩa là luôn luôn sẽ làm sao để mà vừa được cái túi tiền. Mà mấy bạn nó hay lắm nha. Thực sự những cái quán rẻ nhưng mà không hề dở. Dạ. Chỉ có mấy bạn tìm được thôi, chứ còn những người lớn khác là không tìm được. Nó đúng, lạ lùng đúng, vậy đó. Đúng rồi chị. Sinh viên ở bển mấy bạn giỏi lắm. Dạ đúng rồi. Nói chung là lúc đó tại vì ảnh cũng chia sẻ khá là tội nghiệp. Ảnh cứ nói là ba ảnh là công nhân, mẹ anh thì nội trợ thôi. Nhưng mà ước mơ của anh đi học Mỹ nên là ba lúc đó định là nếu không có tiền chắc là thế chấp luôn nhà để cho con đi. Xong rồi đúng gu của em. Làm công nhân á em, cái tiền nhà cũng thế chấp cũng đủ để đi du học em đâu. Em có nói chiêu luôn đúng không? không, thật sự thì cái từ công nhân á là lúc đó em không biết tiếng Anh nhiều, xong em nói công nhân. Nhưng mà lúc đó thì gia đình cũng kinh doanh, nhưng mà thật sự mà để mà nói, tại vì cái thời mà em đi là lúc đó cũng phải mười mấy năm trước rồi, mà để mà thật sự mà để mà em có thể đủ khả năng em đi đó, cái tình trạng như lúc đó đó, thì là nói chung là ba mẹ cũng tính là thế chấp nhà này nọ để cho em đi du học. Đúng thật rồi sự, thật sự. Nhưng mà ở đây chị đừng nói bé đó, như là mình phải suy luận ra, nếu mà thực sự làm công nhân á thì có thế chấp nhà thời điểm đó cũng không thể nào đủ để đi du học được. Cái vấn đề là như vậy. Đó. Tại vì em cũng không rành Việt Nam nên là anh nói. Ủa, vậy là bé này là sanh ra bên Mỹ em hả? Ở bên đó luôn hả? Em ở bên đó hồi lúc 8 tuổi lúc nhỏ. Biết sao không? Hai chồng á mà đứa mà ra dược á, học xong dược nó ra dược ha. Rồi bên đây luật sư. Ta nói tiền, ta nói nè cái sao này nó làm sao là tụi nó y chang vậy luôn á, như sao vậy đó. Thiệt luôn á. Thôi nhưng mà chúc mừng hai đứa. Đó là xứng vợ xứng chồng ha, có tướng phu thê ha. Đó. Rồi, như vậy thôi bây giờ em hỏi tiếp đi, sau đó thì là bao nhiêu lâu chính thức quen nhau? Sau khi bữa sushi 200 đô, 200 mấy chục đô á. 200 mấy chục đô. Tức là chạy ra là gần 6 triệu Việt Nam đồng đó. Dạ. Là bao nhiêu lâu thì quen chính thức? Ờ, chắc cũng khoảng 4 tháng chị. Khoảng cũng phải 4 tháng. Cái thời mà em quen chính thức á là lúc mà em hỏi vợ em á là ước mơ của vợ em là thích đi đâu. Xong rồi vợ em hồi đó vợ em nói là vợ em thích đi New York mà để mà đếm cái quả cầu mà nó countdown á chị. Thì em hứa vợ em là cái ngày mà em hỏi vợ em làm bạn gái á thì em sẽ cho vợ em đi cái quả cầu countdown đó. Thì em cũng thực hiện đúng là hứa là lúc đó tụi em quen với nhau là hồi tháng 8.
xong rồi tụi em đi countdown trên ở trên thành phố New York á, là tháng 12 thì là 4 tháng sau là tụi em đi. Dạ, là khoảng 4 tháng. Hôm đó là tỏ lời yêu nhau luôn đó, đúng không? Có làm bạn gái em hay là bạn gái anh nghe hay như thế nào, đúng không? Dạ đúng rồi chị. Bữa đó lãng mạn không bé? Rồi lý do tại sao em lại chấp nhận cái lời tỏ tình của ảnh? Nói thật nghe nó rất là lãng mạn, nhưng mà bữa đó nó hơi bị lãng xẹt. Tại vì mình tưởng tượng là nó rất là cái gì đó mà long lanh lấp lánh khi mà mình đếm ngược New Year rồi ở New York. Nhưng mà lúc đó lạnh rung lạnh teo mà người thì đông đúc, phải hai vợ chồng phải chui vô cái quán cà phê đứng đó, xong rồi nhìn trái banh nó chạy tới chạy lui chỉ có vậy thôi. Nhưng mà em rất là vui tại vì lúc đó là em mới thấy được cái sự chân thành của ảnh. Tại vì lúc đó em nghe hoàn cảnh của ảnh không phải là khá giả hay cái gì đó, nhưng mà ảnh giống như là ảnh có ít nhưng mà ảnh có thể chấp nhận cho em tất cả. Tức là sinh viên du học sinh bên bển mà đưa được bạn gái đi New York là cũng cả vấn đề. Đúng rồi, tại vì phải bay máy bay đúng không? Dạ, đúng rồi chị. Đó, máy bay bên Mỹ mà trong nội địa không hề rẻ nha em. Có những nơi ví dụ như mình đi, ví dụ như em đi, anh đi từ Cali em qua bên Houston hoặc là Texas á, là cái số tiền á là nó cũng bằng em gần gần như là từ Việt Nam bay qua Mỹ á. Ôi, cao dữ vậy hả? Thiệt, nếu mà em đi đúng đúng không cưng? Đúng rồi, đúng cái thời điểm là nhiều khi là mắc như vậy luôn đó. Thời điểm đó, cho nên là thời điểm Tết á, em ta đi chơi nhiều đó. Vậy mà du học sinh mà có tiền đưa bạn gái chịu đi chơi nè, chịu chơi lãng mạn. Mình phải suy nghĩ không, em phải chịu chơi lắm mới làm được điều đó. Anh nói là anh dành dụm hết cái tiết kiệm của ảnh để anh đưa em đi, nó không bao giờ đủ cho du học sinh đi học thì sao, ở đâu ra tiền tiết kiệm. Nhiều khi em lúc đó là em đã vừa đi học vừa đi làm rồi hả? Dạ không, em không có đi làm. Không có đi làm, đi học thôi. Dạ đi học thôi. Là tiền ba mẹ bên này gửi qua. Dạ. Ồ. Dạ. Thì nói chung thì hồi đó là gia đình em là đó giờ là kinh doanh rồi. Dạ thì tại vì cái từ mà nói là mình làm công nhân là dạy không biết tiếng Anh. Dạ thôi anh cứ đính chính hoài anh bạn. Dạ. Thời điểm đó là... ba mẹ biết chắc ba mẹ cũng buồn lắm. nhưng mà chị hỏi nè, em á thật sự á, chị nghĩ á, mặc dù em chị chưa có biết nhiều về em. Dạ. Nhưng mà chị nghĩ là thứ nhất em là cái người mà rất là hiếu học á, tức là em thích học, ở thời gian của em không có để phí hoài trong những cái chuyện gọi là không đáng để cho em phải quan tâm á. Dạ. Thì tại sao mà em có thể gọi là rất là gentleman trong một cái kiểu mà của gọi là những gã lãng tử đó em không? Cái kiểu mà có thể mình có thể nghĩ ra được những cái mà gọi là rất là bad boy vậy ta, sao lạ vậy ta, không có, chị nói nghiêm túc đó. Tại vì thường những cái bạn, tại vì chị gặp rất nhiều cặp vợ chồng á. Dạ. Thì những cái bạn mà học giỏi ha, nghĩ đến việc học thôi á, là thường các bạn rất là khờ trong cái chuyện tình cảm. Dạ. Mà thường là bị con gái cua không à. Tức là bà vợ sẽ cua cái ông chồng đó, chứ còn ông chồng nó là không có chiến lược gì để cua. Em thấy bạn này cũng khá là tinh tế đó nha. Thì bởi vậy chị mới nói là, dạ, là sao vậy, em học trong phim ảnh hay là cha truyền lại hay là như thế nào? Chắc là cha truyền con nối đó chị. Cha truyền con nối. Chắc là cha truyền con nối đó chị. Ba cũng đẳng cấp dữ à. Đó, cho nên cái cách thức của em nó rất là sao chị không biết nói thì sao luôn á. Em cảm giác đã tìm được cái tình yêu của mình rồi, là bằng mọi cách bạn đó phải giữ lấy nó, là phải bắt đầu lên chiến lược giống như nãy giờ em nói. Phải đi từng bước một và rất là chịu chơi. Dạ. Thiệt chứ bộ, rất là chịu chơi luôn á, chứ không có đơn giản đâu. Ừ. Không phải em mà những lúc như vậy về có bị cảm giác bị sót không? Sót tiền á, ngày mai mình phải không, ăn thì có tối. Thì mình phải coi như là một cái đầu tư đi anh. À. Đầu tư có lãi. Bây giờ lãi lớn quá rồi. Lãi quá lớn rồi. Chứ đi New York ở cái thời điểm đó nó rất là phức tạp luôn á. Chị nói thiệt, với một cái người mà chúng là học sinh mà mình đang... Cái nước Mỹ nó rộng khủng khiếp, nó rộng lớn lắm luôn á. Dạ. Mà đi New York, chị nói thiệt với em mà nhất là cái thời điểm mà năm giao thừa đó là một biển người như vậy ha. Dạ. Rồi máy bay, rồi cái đi máy bay bên đó, hoặc là em đi tàu. Ba mẹ gánh còng lưng. Mà bạn này bạn hay thiệt á, công nhận á ha. Dạ. Rồi sau đó là 4 tháng là quen, là coi như người ấy đã nhận lời yêu của em. Dạ, khoảng 4 tháng là người ấy, là bắt đầu bạn trai bạn gái chị Hồng Vân. Ừ, rồi dạ. Sau đó em có đến no hold đầu. Dạ. Em hỏi không luôn hả? Hỏi luôn đi chị. Tôi trả lời anh luôn đi. Nụ hôn đầu mà hai bạn trao cho nhau á là trong một cái hoàn cảnh, một cái tình huống như thế nào? Dạ, sau thời gian là bao lâu sau cái chuyến? Sau khoảng thời gian bao lâu nữa? Hay là ngay bữa đó luôn? Câu này chắc giờ em trả lời đi ha. Tại anh quên hả? Thì nói chung là tụi em chắc nụ hôn đầu là chắc ở trên New York rồi. Là lúc mà tỏ tình là bạn trai bạn gái rồi. Dạ. Ngay quán cà phê mình nhìn cái banh chạy qua chạy lại vậy. Tại bên đó chuyện nó bình thường đúng không cơ? Dạ, rất là bình thường. Cảm xúc nó dâng lên tới đâu thì mình mừng tới đó thôi. Nhưng mà chị hỏi nè, sau hôm đi về em có đến em gặp gia đình bạn gái để em đặt vấn đề không? Thật sự mà không nói là trước khi mà rủ vợ em đi New York á, là em và ngay cả bố. Ba em luôn, là bố luôn, là cũng qua nhà bạn gái để hỏi gia đình của bạn gái để cho bạn gái được đi New York chung với em. À, ủa, có bố ở bên đó nữa hả? Vậy là
có là ba của em bay qua sao Dạng du lịch. Để đầu tiên là em có một đứa em trai nữa, thì là ba của em đi qua để thăm trường của em trai của em, đồng thời là cũng gặp bạn gái em rồi vợ em, đồng thời cũng gặp vợ em rồi, xong rồi thích vợ em, xong rồi em mới nói với ba là con dự định đi với lại vợ con là lúc đó là đi New York, thì là không biết là mà lúc đó thì nhà của vợ em thì cũng hơi khó, bởi vậy thì ba em với lại em qua nhà ba vợ em để hỏi đi chơi New York. Giỏi nè, em ở Việt Nam là em ở Sài Gòn hay là em ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Em ở Sài Gòn đúng không? Coi như câu hỏi hồi nãy là chị không hỏi nữa nha. Hỏi làm cách nào mà em có thể là gọi là có những cái chiến lược này cái nọ là coi như chị không hỏi nữa. Tại sao vậy chị? Chị biết rồi, ba chỉ. Ba chỉ ba đó. Chỉ. Ba chị còn nói đó. Coi như là sau khi câu chuyện như sau. Khi mà bắt đầu quen với cô gái này rồi á thì sẽ khoe với ba. Ba ơi, con quen bé này xinh quá ba ơi, ABCD này cái nọ. Cái đưa hình cho ba coi, cái ba nói trời nhỏ này dễ thương quá, đang học gì con? Học dược. Trời ơi, bé này vậy là học giỏi dữ lắm nè. Đó, con gái mà vừa đẹp vừa học giỏi vậy là trời, ba ưng ghê rồi, hai đứa yêu nhau chưa nữa. Dạ con nên tìm hiểu, bạn cũng có vẻ chịu con rồi đó. Nói ồ vậy đó hả, trời ơi vậy là ba thấy được đó, ba ủng hộ đó. Nói ba, mà giờ nói là ước mơ đi New York đó ba, giờ sao? Trời ơi, thì cho đi chứ làm sao, con phải đưa bạn đi chứ làm sao. Trời ơi, mà giờ đưa làm sao giờ ba, trời, gia đình bạn khó lắm, để đó cho ba. Ba quay qua, ba bay qua, thế là ba chỉ dẫn đường đi nước bước. Là đầu tiên là mình phải tới nhà, mình đặt vấn đề đàng hoàng, đúng không? Chứ em đâu biết gì đâu, ba chỉ. Rồi. Dạ đúng rồi. Cảm ơn ba. Ba hay quá à. Ba quá hay luôn. Chính xác. Chính xác không? Quan này chính xác chị Hồng Vân. Bản như sao đó? Em thấy. Ủa sao chị biết gì giống trong gia đình của ba? Thì đó, công nhận không? Chị nói đúng không? Đúng rồi. Chị Hồng Vân. Bởi vì những cái bạn mà học giỏi á, và bạn ấy tập trung bạn học á, là bạn không có, bạn không nghĩ ra những cái mà rất hết sức là đột phá vậy đâu. Chị nói thiệt. Thôi, chúc mừng các bạn. Có một người ba quá là tâm lý luôn. Trời ơi. Vậy bây giờ cuộc sống của ba mẹ là ở Sài Gòn, ở Việt Nam mình hay là qua bên kia luôn rồi? Có mẹ em thì ở bên Mỹ, còn ba em thì vẫn còn ở Việt Nam, tại vì vẫn còn bận cái việc kinh doanh ở Việt Nam nên vẫn còn ở Việt Nam. Tại vì ba bây giờ cũng phải điều hành cái công ty sắp sửa. Bây giờ. Rồi bây giờ hai đứa là quen nhau được bao lâu thì là làm đám cưới? Hôm nay trả lời đi ha. Em nghĩ là gần một năm. Chưa được một năm đúng không? Chưa được một năm. Chưa lúc một đó là em bao nhiêu tuổi? 19 tuổi. Em 19 tuổi. Ba mẹ bên đó chấp nhận luôn? Lúc đầu á là mẹ em nói tội nghiệp du học sinh. Mẹ em mới nói là chắc con suy nghĩ hỗ trợ Thịnh lúc đó là có thể là làm giấy tờ hay gì đó. Thì em nghĩ là em muốn, lúc đó ước mơ của em là muốn học bác sĩ. Thì em nghĩ là em muốn khoảng 10 năm mới thật sự là đám cưới. Nhưng mà sau khi gia đình bố mẹ của ảnh qua gặp ba mẹ em, cái bố ông bà xui thích nhau quá, cái kêu thôi cưới luôn. Coi như là cưới luôn đó. Như vậy là được cũng mới đây đúng không? Từ năm 2014 chị, là cũng khoảng 9 năm rồi. 9 năm rồi. 9 năm rồi chị. Bé hôm nay là 28 29 tuổi. Vợ em cưới là lúc 19 tuổi. 19 tuổi. Sorry, tại vì nó còn đang học. Còn đang học cái chị cứ nghĩ là như đại học của mình đây là cũng hăm mấy thôi, ai vậy nó học dược em ơi. Học dược lâu lắm. 28 rồi nãy. Học dược là đúng là dược với bác sĩ ở bên đó học cả gần chục năm chứ hả? Dạ. 8 năm. Nhưng mà rồi học hơn nữa là còn phải. Dạ. Wow. Rồi hai em được bao nhiêu bé rồi? Dạ hai bé. Hai bé rồi, là vừa học vừa có bé bi rồi, cái việc chăm sóc con lo lắng gia đình sao ta? Dạ thật sự thì em có được sự hỗ trợ từ mẹ chồng em rất là nhiều. Đứa đầu tiên là lúc đó em vẫn còn đang năm 2 đại học. Thì có một khoảng thời gian em gửi đứa đầu tiên về cho bà nội chăm. Rồi vậy là bà nội phải hy sinh xa chồng bay qua để mà nuôi cháu nội đúng không? Dạ đúng rồi chị. Dạ đúng rồi. Chị hiểu tâm lý đó đúng không chị? Trời, cái tâm lý đó. Đó, đó, bà ngoại đó. Tiền thì không đủ, không có nhiêu trơn, cứ đi mừng vợ chồng son này kia nọ đó, gom tiền mua vé máy bay. Bay qua bển. Xong rồi đến ngày quay lại phải bay về để mà quay. Rồi gom tiền vui để bay qua bển nữa. Nhưng mà vui không? Vui, vui mà mệt, vui mà mệt chứ. Mệt lắm luôn, buồn ngủ lắm luôn. Rồi coi như là nhiều khi là giống như thành con bà luôn á. Nó theo bà hơn là theo mình đúng không? Dạ đúng rồi. Cháu ngoại của chị cũng vậy. Nó theo chị dữ lắm. Dạ theo chị nhiều lắm. Rồi những đứa sau thì sao? Đứa sau là em cũng gián đoạn học khoảng một năm hơn để sinh bé sau. Lúc đó thì là đứa sau thì là bố chồng thúc. Bố chồng thúc, bố nói là bố sợ em đi học dược thì em sẽ không muốn sinh nữa. Tại vì sau khi đi học sẽ muốn đi làm. Thì bố mới nói thôi con ráng sinh thêm một bé nữa rồi nghỉ để đi làm lo sự nghiệp luôn. Thì lúc đó là em nghĩ
cái thời điểm Covid đó chị. Là em nghỉ khoảng 1 năm hơn, sinh bé sau, rồi sau đó em mới trở lại học tiếp. Là vô trường nghiệp. Bé này ý chí. Nhưng mà cuối cùng là ba đứa đúng không? Hai. Dạ hai. Hai, hai. Dạ. Ồ vậy là ngon rồi. Con xí ngầu nó sanh con đứa, nó không chịu sanh đứa nữa em ơi. Chưa nói mấy được bé này chị. Mà quá tại vì, được. Tại vì chị biết sao không? Quá cực. Cực lắm. Thật sự là quá cực. Ở Mỹ quá cực. Cực lắm. Cực lắm anh. Cực kỳ cực. Mà đặc biệt là khi mà anh đang còn mà đi làm nữa. Đi học. Đi học với đi làm nữa. Và nó là rất rất là cực. Bên đó mình có vú, có này nọ rồi. Em tìm được một người chăm em bé không phải đơn giản. Em mà mướn người Mỹ á, thì tiền muôn bạc vạn luôn. Mà người ta chỉ làm giờ thôi. Còn em mà tìm được một người Việt Nam để mà chăm con của mình là giống như em trúng số vậy luôn. Trúng số màn xí ngầu nhà chị á, trúng số mới ghê chứ. Đúng rồi. Kiếm được một cái chị người Việt Nam, trời ơi. Mà tuyệt vời. Ưng ý mà biết điều biết chuyện nữa khó khó khăn lắm chị ha. Trời ơi thôi chúc mừng hai đứa ha. Bây giờ là bé được mấy tuổi rồi? Bé lớn là 7 tuổi, bé nhỏ là 3 tuổi. Trời ơi. Trai gái đầy đủ hay sao em? Dạ. Wow, một trai một chúc gái. Mừng. Trời ơi vậy là tuyệt vời. Khi mà học xong một cái là cứ lo đi làm thôi, yên tâm đi làm. Thu tiền thôi. Bắt đầu là make money thôi. Hay quá trời hay. Hai đứa này giỏi dữ ta. Thiệt luôn á. Không nhưng mà phải nói là ba mẹ em là quá tuyệt vời luôn, chị nói thiệt luôn. Dạ. Vừa tâm lý vừa giỏi nữa chứ, ba là giỏi dữ lắm này nè. Dạ. Giờ nhà nãy giờ rất thấy. Rất may á là em biết không? Ba lại có em là hai anh em trai à? Nhà em là ba anh em trai chị. Ba anh em trai. Dạ. Rồi hai đứa kia đi học chưa? Dạ, anh của em là cũng đang đi làm, còn chỉ có một đứa em út là đang đi học thôi chị, đang học đại học bên bển. Đang học. Anh em đi làm là cũng ở bển luôn. Dạ bển luôn anh. Mà đứa nào cũng giỏi, đứa nào cũng siêng năng giống như là em đúng không? Chị, ba làm công nhân đó. Mà ba đứa đi qua bên bển hết. Đúng không? Đứa nào cũng siêng năng giỏi giang vậy là hay quá trời luôn. Rồi thôi. Em ba làm công nhân ở đâu mà chị anh chứ. Ta giỡn mà cứ chọc tao hoài. Trời ơi. Thôi chúc mừng cặp vợ chồng tụi em. Thực sự nếu mà sống vậy chắc hai đứa không nào có điểm xấu đâu ha. Không, em hả? Em là qua chương nhì đó. Giờ mình bắt đầu bước qua chương nhì đó, cưng vợ trang sách nè. Dạ. Chương thứ hai. Chắc anh này nói trước đi chứ. Thật sự mà nói thì vợ em thì nói chung thì không có gì điểm xấu gì hết. Thật sự là rất là một người rất là tâm lý. Hỗ trợ em hết mình trong mọi chuyện. Lúc mà em còn đi học hay là lúc mà em đi làm. Tại vì hồi đó lúc mà em đi học trường luật á, thì thật sự mà nói là em qua Mỹ lúc em cũng 19-20 tuổi. Thì lúc đó đó là tiếng Anh của mình không có giỏi mà mình đi học luật sư nữa. Thì có một lúc mà em học kỳ đầu tiên ở trường luật á, có một ông thầy giáo sư á, thì ổng cũng lúc mà bài kiểm tra của em không tốt, xong rồi ổng kêu em ra nói thẳng là gì đó, ổng nghĩ á, ổng nghĩ là em nên đổi ngành đi. Ừ, ổng nghĩ là em nên đổi ngành đi, em không có phù hợp với lại làm nghề luật sư đâu. Thật sự luôn. Lúc đó mình cũng buồn. Xong rồi mình về mình hỏi vợ mình nói tại vì thật sự mà nói thì ổng nó cũng có cái đúng. Tại vì học luật nó rất là khó, ngay cả mà những người bản xứ đi, tiếng Anh của người ta là người ta đã đó rồi. Còn mình thì mình chỉ là mới qua thôi. Tiếng Anh của mình lúc đó thì cũng chữ được chữ không. Mà cũng may mắn là mình đi học luật sư thì cũng thật sự là may mắn. Rồi thì cái ông luật sư đó về, ông nói vậy xong rồi em cũng buồn, em hỏi vợ em. Xong rồi vợ em mới nói tin tưởng em là em làm được, rồi em cố gắng. Thì mình cũng học ra được luật sư. Thì cũng làm được tới giờ thì phải công nhận là vợ em hỗ trợ em rất là nhiều. Mọi thứ từ con cái. Tại vì trước giờ là em rất là khi nào mà phải đụng tay vào chăm con, thật sự mà nói luôn. Mà luật sư mà sao lạc đề kỳ vậy ta? Luật sư mà lạc đề đó. Cái chương 2 là chương kể xấu. Chương 2 là chương kể những điều chưa hài lòng về người bạn đời của mình. Mà nói toàn những là lời tốt. Khen. Mà lời khen quá là có cánh, hai ba cánh một lúc chắc luôn á. Vợ em thật sự mà nói thì chắc chắn em là luật sư, chắc chắn em là người thông minh, là em phải biết chọn vợ rồi. Cái người đó là ngay từ đầu là em đã có những cái câu hỏi, có những câu thử thách mà về học hành để em biết được là cái người đó có phải là người mà mình tìm kiếm hay không. Là ngon rồi, là chị biết vợ em rất là ok rồi đó. Dạ. Và những điểm tốt thì mình sẽ giữ đó, mình bảo lưu. Còn bây giờ những điều gì mà em chưa hài lòng lắm nè? Thật sự mà nói thì có nhõng nhẽo hay không nè, có ghen hay không nè? Không, nói chung là vợ em không ghen, không nhõng nhẽo, nói chung không gì hết. Có trẻ con không? Cũng đôi lúc thì cũng có, nhưng mà cũng không thường xuyên lắm. Tại vì vợ em nó là một người rất là tinh tế. Nếu mà nói về điểm mà em không thích thì nói chung thì hy vọng là vợ em biết chiều chồng nhiều hơn thôi. Là chưa chiều chồng đúng không? Dạ. Chưa biết chiều chồng đúng không? Ví dụ những cái gì mà theo em thì đó mới là chiều.
em mong muốn như thế nào mà như em mới gọi là chiều? Dạ, yeah, câu hỏi này hơi khó ha. Ủa, thì đúng không? Phải trả lời thì mình mới biết được là giờ anh muốn cái gì đúng không cưng? Yeah. Chắc chắn những cái mà chưa chiều em thì em cũng sẽ buồn, sẽ nhớ chứ đúng không? Thì bây giờ em kể ra thí dụ đó là những chuyện gì trong quá trình hai vợ chồng sống với nhau? Làm sao mà đón ý nhau được? Bây giờ mình muốn gì mình phải nói honey ơi, anh muốn về nè, em cố gắng chiều anh nghe, ví dụ vậy. Hay là muốn có con thứ ba, thứ tư, thứ năm? Không có anh. Cứ đem mình ra nói hoài, cứ đem mình ra ngán với người ta hoài. Em bậy quá. Ví dụ hả? Chiều chồng thì nói chung là chỉ là, thì đôi lúc là cái chương trình dược á, nó hơi căng thẳng đó, căng thẳng mà em cũng bận quá. Thì đôi lúc thì vợ em thì cũng, ví dụ lúc trước thì lúc nào cũng pha cà phê, buổi sáng là pha cà phê, buổi trưa thì đóng gói đồ ăn, buổi chiều thì nấu cơm, pha trà. Sáng là cà phê, thì nhiều lúc vợ em bận quá thì cũng nói chung thì quên đi. Ví dụ buổi sáng cà phê thì mình cũng, nhưng mà em cũng hiểu, không phải là em chê trách gì, giống như từ đầu mình nói là em không có chê trách gì vợ em hết, nhưng mà chỉ là đôi lúc thì bà em bận quá thì em cũng hiểu. Thì chỉ mong mà là em vẫn, về con tim cũng như là về thể chất, mình luôn luôn mong mỏi được cái người phụ nữ mình yêu á lo cho mình đúng không? Chứ thực ra mình lái xe mình ra mua cà phê uống mấy hồi đúng không? Nhưng mà cái ly cà phê vợ pha trời nó đã lắm luôn đúng không? Đúng rồi chị. Đó, tâm lý của bất kỳ người đàn ông nào đúng không? Chỉ em? Vậy thôi. Dạ. Thật sự là chị em chỉ có duy nhất một điều đó thôi đúng không? Chỉ vậy thôi. Tại vì á thực ra chị đi qua chị làm bà ngoại bển á chị hiểu. Mệt lắm em. Ở bển á. Dạ. Cái gì mình phải tự làm hết á. Mà bây giờ cái quỹ thời gian nó cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Em ở Việt Nam, em ở Mỹ, ở bất kỳ đâu nó cũng chỉ có 8 tiếng đồng hồ thôi. Dạ. Thành ra là nhiều khi mình rất mong làm tất cả những điều tốt nhất cho chồng mình, cho con mình, nhưng mà đôi khi mình làm không nổi. Tức là lực bất tòng tâm đó, cái đó chị nói thiệt luôn. Giống như ông xã chị cũng vậy. Cái ly cà phê mà chị pha, ông uống phải nói là không còn một giọt. Kiểu gì ông cũng uống, gần hết mà ông cái uổng ông còn đổ thêm nước vô để ông uống nữa. Ông thích như vậy đó. Chị hiểu được tất cả những điều đó, em cũng hiểu đúng không? Dạ. Nhưng mà nhiều khi mình quá đuối, mình làm không nổi, thật sự. Dạ. Đuối về thể chất á, dạ, chịu không nổi. Thì theo chị bây giờ để điều tiết á, dạ, thì như vậy đi. Dạ. Một tuần á, em cho cái ngày thứ bảy chủ nhật, sáng thứ bảy sáng chủ nhật em pha dùm cho 2 ly cà phê. Sáng thứ bảy 1 ly, sáng chủ nhật 1 ly cà phê phin đó cưng. Dạ. Đó. Rồi ráng cho chồng ly cà phê với kèm với một cái gì đó để ăn sáng, ví dụ vậy. Dạ. Đó, để cho chồng sung sướng. Thì dạ, thôi, nhưng mà chồng cũng phải chấp nhận là tuần buổi hai buổi thôi, cái ngày nghỉ thôi, chứ mỗi ngày là chịu không có nổi đâu. Dạ. Không, bạn cũng hiểu được cái đó. Dạ, dạ, em nhưng mà cảm giác vẫn thèm, nhưng mà vẫn ước ao. Dạ đúng thì rồi. Bởi vậy cho nên mình hiểu cái điều đó, thì mình cố gắng mình cho chồng mình 2 điều ước ao trong tuần đi. Dạ. Đúng không? Dạ. Nhưng ngược lại là vợ cũng ước ao kiểu đó đó. Dạ. Còn em thì sao? Em ước ao gì em nói luôn đi, em chưa hài lòng gì em nói luôn đi. Em ngại quá tại vì em có một bụng. Tật xấu của em chắc là cả giống như là chị biết tấu chương không? Cứ nói vậy em có một bụng. Nó như một thớ vậy. Đây là cơ hội để em bộc phát hết, em nói hết đi em. Em nói giỡn chứ thật sự mà nói là ảnh chỉ có 2 cái điểm mà em thấy là em muốn ảnh khắc phục nhiều nhất. Thứ nhất là gia trưởng. Thứ hai là ghen. Ghen. Ví dụ ghen coi. Ở bên Mỹ cũng khó có cơ hội ghen lắm ạ. Tại vì nhà ai nấy ở em ơi. Thiệt cũng giao lưu hàng xóm nữa. Thành ra ghen là ghen làm sao? Mà nó lãng xẹt lắm chị. Giống như thí dụ như cái người idol đi, tài tử hay là diễn viên hay là ca sĩ gì đi mà nam, cái em kiểu thấy ngưỡng mộ hay thích thấy người đó giỏi hay cái gì đó ha, là anh kiểu anh cũng thấy bình thường thôi, mà anh còn hơn vậy nữa mà em làm quá. Ví dụ như em gặp idol thì cái phản ứng của em sao? Ví dụ như em coi phim em thấy idol của em. Lúc trước thì em cũng giống như em, tại vì em là một người rất là thể hiện chị, em biểu cảm mọi thứ. Thì lúc trước thì em kiểu như ôi trời ơi, ngầu quá, nhìn ngầu quá, hay là ô người đó hát hay quá hay cái gì đó. Ảnh thì bắt đầu thay đổi rồi ảnh. Em bớt lại đi, anh thấy bình thường mà em làm quá. Anh giỏi hơn vậy mà. Kiểu vậy. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ trước dạ, đây là vậy, bây giờ sao? Em tém rồi. Anh nghĩ cái đó không phải là ghen đâu, chỉ là kiểu giỡn vậy thôi đúng không? Chứ không phải là ghen một cách gì quá đáng hết. Tại vì em là ngôi sao em đâu có hiểu được. Em, em đâu có hiểu được cái tâm lý của cái người đàn ông. Mà không phải là em nói nè, tại vì người ta là một ngôi sao bên ngành gọi là về luật pháp đi, một cái ngành mà không liên quan đến nghệ thuật đi đúng không? Thì là người ta giỏi trong lĩnh vực đó là khi nào người ta làm việc với thân chủ xong, người ta nói ồ, cái mục sư đó giỏi quá, trẻ tuổi mà giỏi quá. Thì chỉ có 1-2 người hoặc đại gia đình của thân chủ đó biết thôi. Còn bây giờ một ngôi sao như thế thì bao nhiêu người biết đúng không? Đúng không? Dạ. Trong khi đó người ta giỏi cũng đâu có, tức là người ta cũng là một ngôi sao trong một lĩnh vực, mà tại sao vợ mỗi lần gặp chồng không, ôi chồng ơi chồng giỏi quá, chồng này kia nọ, mà chỉ có khen người khác, tự ái chứ đúng không em? Giống vậy đó chị. À, đúng không? Phải tự ái đó, cái tâm lý là như vậy. Em là khác nha. Giống bé Hân nhà bà xã em á cũng y chang như bạn này nè, cũng nhiều lúc cũng mê những nghệ sĩ nổi tiếng bên Hàn Quốc ha, ở Việt Nam mình cũng vậy. Nhiều lúc coi phim coi một chương trình đó cũng hoa cũng này nọ. Em cũng phản ứng y chang vậy đó. Có gì đâu, tôi đẹp trai hơn mà.
Đó. Rồi em nói đó dám. Nhưng mà em là giỡn mà bạn này là thiệt. Bạn này là tổn thương thiệt á. Bạn này là thiệt. Vậy hả? Không, nhưng mà cái tâm lý đó là đúng. Thực ra là như vậy, chị nói nghe nè. Ai cũng có idol hết trơn á, đúng không? Ai cũng có idol hết trơn á. Nhưng mà có những cái mà mình phải giả ngộ chút xíu. Ý như ở một mình đi thì mình cứ mình tha hồ, em muốn biểu cảm sao biểu cảm. Nhưng khi có mặt chồng mình mà cái idol đó là đàn ông thì mình phải tém lại. Cái đó chắc chắn là phải tém lại. Đúng không? Bởi vì người ta là một cái gì đó xa xôi lắm. Xa xôi dịu dợi. Cái người mà cận kề bên mình là chồng mình. Đi suốt đời với mình. Đúng không? Người đó vẫn là nhất. Thì mình đừng có để cho người ta tự hiểu. Mình phải làm cho người ta hiểu được rằng đối với mình á, anh là nhất. Idol là thứ nhì thôi. Ví dụ vậy, đúng không? Đó là tổn thương từ ái thôi. Rồi qua cái gia trưởng nè, cái này căng nè. Ví dụ đi. Cái này chắc phải bỏ rồi nha, chồng á phải sửa cái gia trưởng đi. Ví dụ giống như là ảnh thích ảnh hay nói là ồ anh chỉ thích là người vợ của anh là chỉ dành hết thời gian cho anh thôi. Giống như là anh không có muốn mà phải chia sẻ em với ai hết, em đi với bạn rồi không có anh, rồi anh phải ngồi ở nhà anh chờ hay cái gì đó, anh chỉ muốn là em dành hết thời gian cho anh. Đó là rồi nếu như em không làm thì ảnh như thế nào? Ảnh giận chị. Giận hả? Giận sao? Giận là kiểu giống như là ồ sẽ cãi nhau hôm đó, hay là anh sẽ kêu là ồ em không có được đi như vậy. Thí dụ như bạn em muốn hẹn em đi ăn sinh nhật hay là đi ăn đại khái đi, thì anh sẽ thích em và em như ồ anh này anh có thể chở em đi tới đó, em gặp bạn em vậy. Thà là hỏi anh chở, anh sẽ ngồi với em còn hơn là em đi một mình em. Nên là trong cái gia trưởng đó nó có cái sự ghen ở trọng luôn á. Đó, hai cái đó. Chị nói em nãy bạn nói có hai cái chứ mấy. Gia trưởng mới ghen. Lúc nãy em tưởng đâu cái ghen kia là em anh sai thì anh xin lỗi em. Bây giờ anh đã thấy được cái ghen của em rồi. Bởi vì cái luồng điện á mà nó chuyển qua chị cảm nhận là ghen thiệt. Em thì em nghĩ ghen với những idol kia là mình anh giỡn thôi. Em giỡn chứ còn bạn này là thiệt. Đó. Rồi đó, giờ sao ta? Giờ em mong muốn làm sao ta? Thì thật sự mà nói là ảnh chỉ lúc thời gian đầu thì em mới cảm thấy vậy thôi, nhưng mà thật sự hiện tại thì em thấy là ảnh đã khắc phục rất là nhiều. Bao nhiêu phần trăm? Dạ em nghĩ chắc cũng 70-80% rồi. Vậy hả? Dạ. Ồ, vậy là hay quá. 70-80% là quá hay luôn, đúng không? Dạ. Không, tại vì hồi đó là mình còn nít, giờ mình cũng 31 rồi thì nó cũng suy nghĩ nó cũng hơi khác tí. Mình cũng bắt đầu suy nghĩ rồi, mình bắt đầu đi gặp người này người kia nhiều, bắt đầu đi làm ăn rồi gặp người này người kia. Thì cái suy nghĩ của mình cũng thay đổi một tí về mọi thứ, về cách nhìn, về quan điểm thì nó cũng điều tốt. Theo anh Tuyên á, thì cái ghen thì nó cũng tốt thôi, tại vì có yêu thì nó mới có ghen để giữ cho mình. Còn nếu mà không yêu thôi, muốn đi đâu, muốn làm gì làm, mặc kệ rồi đó. Thật sự là như vậy cũng tốt, nhưng mà mình tiết chế lại. Bây giờ, em thấy không, cô gái này đã hy sinh hết cả tuổi thanh xuân, 18, 19 tuổi nó bắt đầu yêu và bắt đầu cưới lấy em rồi. Vừa đi học, vừa sanh cho em hai bé nữa. Cô bé này quá tuyệt vời, đó là của em luôn rồi. Thì bây giờ mình nên tiết chế lại cái đó tí xíu. Tại vì nhiều lúc anh ghen quá thì anh cảm nhận là bé sẽ bị tổn thương. Chắc chắn sẽ bị tổn thương rất nhiều. Thật ra bạn á, bạn còn có một cái là sở hữu á. Sở hữu nó là thuộc tính của đàn ông rồi em ơi. Cái chuyện ai, ông nào cũng vậy hết trơn á, nó là thuộc tính rồi. Đó, và cái gọi là cái giới hạn để mà cho bạn nó hiểu ra được là mình không nên sở hữu một con người á. Cái giới hạn á là tới 34 lần. 34 tuổi, tức là bạn này còn tới 3 năm nữa để mà phát tiết cái tật sở hữu đó ra. Hiểu không? Nhưng mà theo chị thì tại vì đó là dành, 34 là dành cho những người mà họ chưa có con thôi. Còn bây giờ mình có con rồi thì mình sẽ phải lớn trước tuổi 3 năm. Sau đây á, em biết không, nhất là em ở bên kia nữa thì cái việc mà em sở hữu về thời gian của vợ em á khó lắm. Bây giờ đang đi học thì maybe em có thể làm được điều đó, nhưng sau này cổ đi làm rồi sao mà em sở hữu được. Thì em có dự định là sau này vợ đi làm, đi làm rồi mà không có thời gian cho em thì em sẽ kêu vợ em nghỉ làm. Có suy nghĩ đó luôn hả? Em sao ước mơ của cổ là em được nghĩ làm sao cái mà đó. Em làm nhé, em yên tâm, tại vì vậy nè, thực sự mà nói hai người sẽ bắt buộc phải có những cái suy nghĩ là mình phải gọi là canh chừng nhau theo một cách tế nhị nhất có thể. Bởi vì sao, nếu như em mở công ty ở Việt Nam chắc chắn là cái thời gian mà em dành cho gia đình á nó sẽ còn không được gọi là trọn vẹn như là trước khi em mở công ty, chắc chắn là như vậy rồi. Cho dù chấp là có ba ở nhà hỗ trợ em đi chăng nữa thì nếu nó là công ty của em thì bắt buộc em phải dành thời gian cho công ty, nó gọi là đứa con tinh thần không thể thiếu được rồi, đúng không? Thì như vậy có nghĩa là bản thân em sẽ phải làm ngược lại cái việc là ồ em sẽ phải hơi ghen chút xíu đây, trời ơi ông về nhiều quá vậy rồi sao đây, đúng không? Chắc chắn là như vậy. Đó, cho nên rằng là hai đứa cố gắng sao cân đong đo đếm. Về cảm xúc, cân đong đo đếm về thời gian, cân đong đo đếm về cái cách để mà mình giữ nhau á. Đó, để mà mình sẽ, tức là mình sống hai nơi á, hai cái văn hóa khác nhau.
Hai cái môi trường khác nhau, mình còn phải cân đong đo đếm thêm về vùng miền, xứ sở nữa. Dạ đúng rồi. Cho nên mà có vẻ là ảnh cũng đã khắc phục rất là nhiều. Tại vì lúc trước là giống như em cảm nhận là ảnh yêu giống như theo kiểu trẻ con á, là muốn giấu cái vật đó cho mình thôi. Nhưng mà bây giờ ảnh lại muốn cho em là cảm thấy hạnh phúc, em muốn làm những gì, em ước mơ những gì em có thể thực hiện được. Thì ảnh thật sự mà nói là ảnh hỗ trợ em trong việc học rất là nhiều. Rất là nhiều. Sau này ở bên Mỹ mà em có một cô vợ mà giỏi giang ở ngoài xã hội á, là cái cảm xúc của em sẽ khác với một cái bà vợ mà chỉ ở nhà nội trợ cho em thôi. Đúng không? Dạ. Trời ơi, bạn bè em giao tiếp mà đó nó ủa vợ vô làm gì vậy? Nó bà nhà bà nấu nướng bà gọi con cái tự nhiên mọi thứ cái level nó xuống liền. Nó nói vợ tôi dược sĩ là khác liền. Hạnh diện liền. Bắt buộc mình phải sống ở đâu mình phải quen đó thôi. Dạ, em sẽ cố gắng. Rồi. Cảm ơn hai vợ chồng. Dạ. Dạ rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc nè, thành đạt nè. Lúc nào cũng nắm tay nhau thật chặt nha, xiết tay nhau thật lâu. Dễ thương quá. Dễ thương quá, hai em rất dễ thương.